bây giờ là coi như là ở trong xóm mình có nuôi con chó rồi đái người ta la hoài nên buộc lòng phải dẫn ra cái công viên ở đây cho nó đái một cái là chạy về thôi. Mình nghĩ là ở đây gần đây chắc là không có sao, không có đi xa. Theo lãnh đạo phường 7, quận Phú Nhuận, trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, lực lượng liên ngành của phường sẽ lập các chốt trên địa bàn trong thời gian buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, buổi chiều từ 15 giờ đến 18 giờ. Tính đến chiều ngày 9 tháng 7, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận đã xử phạt hơn 30 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng với mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Với chú chó nhỏ chạy quanh, người phụ nữ này liên tục xin lực lượng chức năng du di cho lỗi vi phạm ra ngoài với lý do dắt chó đi dạo ngày thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để chống dịch Covid-19. Cái mức phạt nhẹ nhất thể nghị định 1/7 là phạt 1 triệu. Đó, bây giờ gia đình cũng rất là khó khăn nên mùa dịch này làm không có tiền. Nè, nói chung bây giờ chỉ là vi phạm một lần, hứa danh dự là không bao giờ vi phạm nữa. Nếu có bây giờ anh đi tên, nếu mà để phải vi phạm nữa anh xin tên máy như thế nào. Bây giờ là coi như là ở trong xóm mình có nuôi con chó rồi đái người ta la hoài nên buộc lòng phải dẫn ra cái công viên ở đây cho nó đái một cái là chạy về thôi. Mình nghĩ là ở đây gần đây chắc là không có sao, không có đi xa. Trong chiều ngày 9 tháng 7 năm 2021, lực lượng liên ngành của Ủy ban nhân dân phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục gặp những trường hợp ra ngoài đường với những lý do từ hồn nhiên đến khó hiểu. Tại điểm chốt đường Nguyễn Công Hoan giao với đường Phan Xích Long, có người thì dắt chó đi dạo, người thì đi hóng mát, lại có người trình bày từ quận Bình Thạnh sang quận Phú Nhuận để mua thực phẩm. Trường hợp người dân lưu thông qua chốt kiểm tra, nếu không có lý do chính đáng hay không xuất trình được giấy tờ hợp lệ sẽ buộc phải quay đầu hoặc bị lập biên bản xử lý. Tại điểm chốt này, người dân được yêu cầu dừng lại để kiểm tra ở chốt, phải xuất trình được một số giấy tờ như giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận đang làm việc tại cơ quan và trình bày lý do chính đáng để ra ngoài. Thì Ủy ban nhân phường 7 quận Phú Nhuận thực hiện sự chỉ thị 16 và thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân quận. Thì Ủy ban phường tiến hành lập chốt tại góc ngã tư Phan Xích Long và Nguyễn Công Hoan. Thì ra quân lập chốt từ lúc 15 giờ tới bây giờ là 17 giờ. Thì trong quá trình lập chốt thì xử lý 6 trường hợp đi ra đường không đúng quy định với số tiền là 6 triệu đồng và nhắc nhở 10 trường hợp. Anh chị là ở đâu? Ở Bạn Kiếp Bình Thạnh hay ở đâu Bình Thạnh? Bạn Kiếp. Ở Bạn Kiếp thì bên Bạn Kiếp có những cái nơi bán nhu yếu phẩm. Tại phường ở Bạn Kiếp là ở phường bao nhiêu? Anh chị ở phường 3. Ở phường 3 Bạn Kiếp đúng không? Thì anh chị phải đến những cái nơi ở phường 3 Bạn Kiếp để mua. Chứ anh chị là phường cách ly với phường, quận cách ly với quận, anh chị là ở Bạn Kiếp Bình Thạnh mà anh chị sang phường 7 Phú Nhuận để mua đồ ăn. Nó có hợp lý không?